Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Pyrex Gaming. Trong video lần này thì mình sẽ nói về cái game Pokemon ở trên Discord của mình. Cái này thì hôm qua livestream mình cũng nói rồi, nhưng mà hôm nay làm thêm một cái video cho nó bài bản một xíu. Và mình cũng có ghi lại tất cả các cái comment cho cái game Pokemon này trên Discord. Thì nếu mà các bạn tham gia vào và vào info Pokemon này thì cũng sẽ thấy hết để mà biết cách mà chơi cái Pokemon này thôi. Thì cái game Pokemon này có những gì? Thì ngồi đi bắt Pokemon ra như thế này, mua Pokeball, rồi xong các bạn cũng có thể đấu với nhau. Ví dụ như đây, hồi nãy mình có đấu với lại một ông cũng đang chơi cái này luôn, thì mình thua tại vì ổng level cao hơn của mình rồi. So yeah, chơi rồi xong đấu với nhau cho vui, right? Rồi cũng có thể đấu với lại những con NPC đi đánh gym, ok? Như là chơi Pokemon trên máy hồi xưa gì đó, cũng đi đấu gym rồi. Đây ông này cũng đi đấu gym này, okay, cũng đấu với Pikachu, thua Pikachu. Right, so có đấu gym, rồi có thể chat về cái này. Rồi xong nó cũng có thể, mình cũng có thể buôn bán những cái con Pokemon mà mình bắt được luôn. Ok, mỗi con Pokemon thì nó cũng có giá của nó trên thị trường. Ví dụ như mình sẽ view, rồi okay, market, view, there we go. Ok, so con Pikachu giá của nó là 1.200. Ok, người ta cũng có thể bán những cái con Pokemon này để mà kiếm tiền. Thì trong game này cũng có tiền, nó gọi là Pokecoin. Yeah. Thì cái tiền này các bạn có thể sử dụng để mà mua những món đồ ở trên shop. Thì như đây, những món đồ này. Và cái tiền này cũng có thể sử dụng để mà mua những chiêu thức cho những con Pokemon. Ví dụ như đây, thì nếu mà mua chiêu thức là giá của nó là 50.000 luôn. Ok, cho mỗi chiêu. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt thử Pokemon cho các bạn xem nha. Thì để bắt Pokemon thì cứ đánh cái command này, dấu phẩy như thế này rồi xong chữ P, thì nó sẽ hiện lên một con Pokemon. Ví dụ như đây, cái con Pokemon này thì nó là rare, cho nên mình sẽ sử dụng cái Pokeball là từ Great Ball trở lên. Cái Great Ball là ok nhất, nhưng mà nó cũng sẽ có cơ hội fail như thế này. Nếu mà fail không bắt được thì nó sẽ để chữ X, nếu mà bắt được thì nó sẽ để dấu check. Ok, rồi móc con này rồi, không bắt được rồi, so mình kiếm con khác thôi. So con này là uncommon, nếu mà là uncommon hoặc là common thì mình sẽ sử dụng cái Pokeball thường thôi, thì cũng sẽ bắt được. But no, my luck when I make video or streaming, I got common. Common, con này mà không bắt được nữa thôi á. Oh, there you go. Ok, mỗi lần các bạn bắt được một con Pokemon thì cái con body của bạn, con Pokemon của bạn nó sẽ lên experience, thêm 100 experience. Tại vì con này chỉ có common thôi. Nếu mà uncommon và lại rare thì nó sẽ cho nhiều experience hơn nữa. Và nó cũng sẽ cho Pokecoin ở dưới đây. Ok, thêm một cái nữa nha. Con này là uncommon nè. Alright, see, uncommon thì nó cho nhiều Pokecoin hơn, với lại cho nhiều experience hơn. Ok, thì để mà xem những con Pokemon mà mình bắt được là gì thì cứ type như này, box, thì nó sẽ hiện lên đây tất cả các Pokemon mà mình đã bắt được. Nó có nhiều trang lắm, cái này trang 1 thôi. Còn khi mà các bạn bắt được một con Pokemon nào đó mà bạn muốn nó trở thành như body bạn của bạn, body để mà mình leveling nó, thì có thể set nó, body set, ví dụ như Charizard. Ok, thì nó sẽ trở thành body của mình và mình bắt đầu leveling nó. Thì những cái con Pokemon mình đã list ra đây, những body của mình là đây, thì mình đã level up vài con rồi. Dragonair level 31 nè, Palkia level 24 nè. Mình đang level con Palkia này tại vì nó là legendary Pokemon. Ok, những con khác thì mình thấy nó đẹp cho nên mình bỏ nó vô đây thôi. But yeah, mình set lại con Palkia ha. Ok, mình phải set body như thế này thì nó mới leveling được. Chứ nếu mà mình không set kiểu này thì nó không sẽ không leveling. Ok, let's find another one. Oh, this one is rare. Oh, con này mình chưa có nè. Có thể xài Ultra Ball luôn, nhưng mà Ultra Ball nó hơi mắc, cho nên cứ xài Great Ball cũng được tại vì nó rất rare thôi. Chừng nào nó là super rare thì mình mới xài Ultra Ball. Ok, bắt được con này rồi.
nó cho tới 700 mấy coin và 400 experience. Nếu mà leveling con Pokemon thì ngoài bắt Pokemon ra thì nó có những cách khác để mà leveling nó nữa. Thì mình có thể nó để làm nhiệm vụ nè, rồi xong mình có thể nở trứng nè, rồi mình có thể đi chiến đấu. Chiến đấu là cách nhanh nhất để mà kiếm experience, để mà lên level. Nhưng mà level của những con Pokemon của mình đang thấp quá, cho nên mình chiến thì cứ thua ấy. Cho nên phải bắt Pokemon để mà leveling trước cái đã. Ok, nếu mà các bạn có thể có chơi với bạn bè thì có thể đấu với nhau. Để mà bắt đầu đấu với nhau thì các bạn sẽ còn bắt trước 250 con Pokemon thì mới bắt đầu đấu với nhau được, chứ trước đó thì sẽ không đấu với nhau được. Cho nên phải bắt đầu đi bắt Pokemon trước cái đã. Ok, và để mà chiến đấu á, thì các bạn sẽ còn lập team. Thì để mà lập team á, thì đánh team như thế này, nó sẽ lên các cái command hoặc là xem cái command như trên đây mình dịch trên tiếng Việt đâu rồi ta, đội hình đây. Ok, đây là những cái command cho để mà tạo ra đội hình. Ok, và đây là những cái con Pokemon trong đội hình của mình, có con Dragonair, con Palkia với lại con Vaporeon. Level cũng thấp thôi, tại vì mình cũng chưa chơi nhiều, mình mới bắt đầu chơi đây à. Thì mình có thử đi đánh gym và mình đã thua hai lần. Và mình đánh với lại người chơi khác trong đây thì mình cũng thua một lần, thì nói chung là chưa thắng được dáng nào hết. So yeah, còn phải leveling nhiều hơn nữa. Mình giới thiệu sơ qua cái game Pokemon này trên Discord thôi. Nếu mà anh em muốn chơi thì có thể tham gia vào Discord của mình, để cái link Discord ở dưới phần mô tả. Và anh em có thể tham gia vào và chơi. Nếu mà có thêm thắc mắc gì thì cứ vào chat ở đây và hỏi mình trong game. Okay, mình biết cái gì mình giúp cái đó. Ngoài ra cái này nữa thì nó cũng có cái official server cho cái này. Ok, các bạn cũng có thể vào đây và xem những người chơi trên thế giới khác. Họ chơi rất là lâu, game này cũng lâu rồi, cho nên người ta chơi cũng kiểu như farm lên được nhiều đồ, nhiều tiền rồi. Ok, có thể check stats ở đây. Hồi nãy mình check cái của mình nè. Mình bắt được mới có 300 mấy con rồi, trong khi người ta bắt được mấy ngàn con rồi. Wow. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này. Mình biết là nó không liên quan về Path of Exile lắm, nhưng mà mình muốn giới thiệu các bạn để mà các bạn tham gia Discord và chơi giao lưu với anh em trong đây, hoặc là giao lưu với mình thôi. Ok, yeah, that's it. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và tạm biệt. Oh yeah.